Được đấy. Một mình anh mà cũng dám cướp xe tù à? Ai cho anh cái gan đó thế? Không được nhúc nhích. Anh mà cử động là tôi nổ súng đó. Tới đi. Bắn đi. Tất cả chúng ta cùng nhau về châu trời luôn. Các người lùi lại cũng vô dụng thôi. Chỉ cần bom nổ, chúng ta đều phải mất mạng thôi. Nếu muốn sống thì mau chóng thả anh Phi ra cho tôi. Tôi nói cho anh biết, tổng thanh tra đã nói rồi. Nếu trên đường đi có xảy ra chuyện gì thì xử Võ Hoàng Phi ngay tại chỗ. Lão Mũ, nghe rõ đây, tôi sẽ đếm đến năm. Nếu người này không rời đi thì bắn một phát súng vào Võ Hoàng Phi cho tôi. Anh biết đấy à? Anh không nghe những gì tôi vừa nói sao? Chỉ cần quả bom này nổ, kể cả anh Phi, chúng ta đều sẽ phải mất mạng. Anh, cả Võ Hoàng Phi mà anh cũng dám nổ, thay vì bị các người đổ oan rồi dẫn tới mất mạng, thì anh Phi nguyện ý ra đi một cách trong sạch hơn đó. Bớt nói nhảm đi, mau thả anh Phi ra. Giao anh ấy ra. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đó. Tôi sẽ đếm đến năm. Năm. Đừng, đừng mà. Có gì chúng ta từ từ nói. Bốn. Anh Hưng. Ba. Anh Hưng, tôi. Chúng tôi thả người cho anh thì quay về chúng tôi cũng đều sẽ mất mạng. Hai. Được rồi, chờ đã. Người đâu? Giao người cho anh ta đi, mau lên. Anh Phi, thằng nhãi này. Cậu được đấy. Anh, anh Hưng. Anh nhìn này, Võ thiếu gia của các anh ở đây này vẫn còn khỏe mạnh lắm. Sao các người còn còng tay anh Phi? Người đâu? Đưa chìa khóa cho anh ta. Không phải đưa chìa khóa cho tôi, mà là mở cổng cho anh Phi. À Hưng, cẩn thận. Võ Hoàng Phi cho rằng anh ấy đã đủ trưởng thành, đã có thể bình thản nhìn nhận sự thành bại của thế sự. Nhưng anh ấy phát hiện ra anh ấy sai rồi. Người cha mà anh từng nghĩ là toàn năng đột nhiên bị sát hại. Gia tộc Võ gia lớn mạnh như vậy mà nói sụp đổ liền sụp đổ. Có lẽ anh ấy vẫn có thể dốc toàn bộ tinh thần của mình để chống chọi với những cú sốc này. Nhưng hôm nay nhìn thấy người anh em của mình vì cứu mình mà mất mạng dưới lưỡi dao của kẻ thù ở ngay trước mặt mình, anh ấy đột nhiên cảm thấy sợi dây tinh thần bị kéo căng trong suốt thời gian qua cuối cùng đã đứt rồi. Anh ấy bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ về bản thân và tự thấy ghét bỏ chính mình, mà ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt và hành hạ tâm trí của anh ấy, nhất thời khiến nội tâm anh ấy ngoài báo thù ra thì không còn thứ gì khác. Đi, lấy bom đi.
đưa anh ta đi. Bắt đầu. Đưa phạm nhân vào. Võ Hoàng Phi, nhìn thấy nụ cười đắc chí của tên tiểu nhân Trần Thiên Sơn đó, trái tim của Võ Hoàng Phi như lại rỉ máu. Anh ấy tin chắc rằng tất cả những khó khăn mà anh ấy phải đối mặt bây giờ đều do nhà họ Trần dùng trăm phương ngàn kế để hãm hại. Nhưng mà không có cách nào bác bỏ nó. Tại phiên tòa có vẻ trang nghiêm này, nhưng khắp nơi lại đầy rẫy sự dối trá và âm mưu. Sự tranh luận sôi nổi cũng chỉ là một chiếc áo khoác để qua mắt mọi người mà thôi. Còn số phận của anh sớm đã được định đoạt rồi. Đứng dậy. Bây giờ tôi công bố kết quả phán quyết của vụ án này. Bị cáo Võ Hoàng Phi, tội mưu sát đã được thành lập, tuyên án tử hình, lập tức áp giải vào nhà giam, chờ ngày chấp hành xử bắn. Kết thúc phiên tòa. Đứng ngay ra đó làm gì? Lôi vào đi. Giở thói ngang ngược ở đây, cũng không xem đây là chỗ nào. Khôi, dẫn Võ Hoàng Phi đến đây. Cậu chính là Võ Hoàng Phi à? Anh bị điếc à? Trưởng ngục đang nói chuyện với anh đấy. Tôi, Võ Hoàng Phi, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu. Ai đến đây rồi đều là bi kịch. Cậu thì khác. Có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.
Ở đây tuy là nhà giam, nhưng trong cuộc sống cũng có sự chọn lựa đấy. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể sống một cuộc sống vui vẻ và tự do. Phim được dịch Thuyết Minh. Trả cho tôi, đó là đồng hồ của tôi. Trả lại cho tôi, có nghe thấy không? Võ đại thiếu gia, anh là người hiểu chuyện. Tục ngữ có câu, quân tử không chịu thiệt trước mắt. Chỉ cần nguyện vọng của anh đạt đúng chỗ, chắc chắn sẽ cho anh sự tự do và đãi ngộ tốt nhất. Anh đừng vì nhất thời cãi nhau với tôi mà tức giận như vậy. Nó sẽ hủy đi tiền đồ sán lạn của anh đấy, không phải sao? Không phải các người chỉ muốn tiền thôi sao? Ông xem tôi bây giờ giống người có tiền không? Lừa ai đấy? Ai mà không biết võ gia có nhiều tiền chứ? Cho dù bây giờ anh ra nông nổi này, đó cũng là yếu trâu còn hơn khỏe bò thôi. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần anh muốn chuyển ra ngoài một câu, thì còn sợ không có ai đưa đến sao? Tôi có thể đưa tiền cho các người. Nếu như tôi muốn thoát khỏi đây, các người có thể đồng ý không? Ngoại trừ điều này, những thứ khác tôi đều đồng ý với cậu. Tôi chỉ là một tử tù, tôi còn muốn đãi ngộ hay muốn tự do gì nữa chứ? Không giống nhau đâu. Trong những ngày có hạn này, cậu có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Cậu cũng có thể lựa chọn sống không bằng chết. Tôi nói cho ông biết, ông đây chết cũng không sợ. Tôi còn sợ ông dở trò gì sao? Đến đây, tôi đợi ông. Cậu đừng có hối hận. Đưa cậu ta đến phòng giam số 8. Rõ. Đi thôi, võ đại thiếu gia. Đại ca, phòng giam số 8 này, trong đó đều là những phần tử băng đảng. Phần lớn đều có xích mích với võ gia. Đừng có đánh đến mất mạng đấy. Tôi muốn những người từng chịu thiệt của võ Hoàng Phi năm đó nhốt cùng cậu ta, từ từ giày vò thằng nhóc đó. Nhưng cậu cũng phải qua đó xem thử. Đừng để cậu ta quá thoải mái, cũng không được để cậu ta mất mạng. Hiểu chứ? Hiểu rồi. Vậy tôi đi làm đây. Không để cậu ta quá thoải mái, đừng để cậu ta mất mạng. Việc này mình chưa từng làm qua. Mở cửa. Nhìn cái gì? Quay về. Trưởng quan, để anh ta làm quen với nhà mới chút nào. Vào đi. Đi thôi. Không phải võ đại thiếu gia đây sao? Không phải, sao anh lại đến đây? Võ đại thiếu gia, thật ngại quá. Chỗ này là của tôi. Thật không may rồi. Chỗ này cũng là của tôi. Cao少爷,
Đại thiếu gia, gương mặt này của anh là sao thế? Mà nhìn lại thì trông cũng rất đẹp trai đấy. Nam Tuấn, có phải không? Đúng. Đúng là thằng quát con, anh cũng có ngày hôm nay. Anh còn nhớ đã từng đánh tôi không? Đến đây đi. Anh sao thế? Cắn tôi đi. Đến cắn tôi đi. Đánh hắn cho tôi. Chảy máu mũi rồi. Không phải ngủm rồi đấy chứ? Không ngủm được đâu. Ngủm rồi mới tốt chứ. Đang làm gì đấy? Cậu ta không cẩn thận nên tự ngã đấy. Đúng, đúng đấy. Cậu ta tự ngã đấy. Này người anh em, tỉnh dậy nào. Thôi đi, được rồi đó. Đưa đến bệnh viện đi. Coi chừng tôi đấy. Dạ vâng. Có bị sao không nhỉ? Không sao đâu. Đại ca, anh xem em và Nam Tuấn. Phế vật. Hai người mà cũng không đánh lại cậu ta. Phim được dịch thuyết chóng minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Có. Đây là số mấy? 1. Còn này. 5. Còn này. 8. 0. 2. Não bị chấn động nhẹ. Chấn động não. Vậy phải nhập viện sao? Không cần. Cậu ta là tội phạm nghiêm trọng, ở lại đây không an toàn. Hay là cậu đưa đi đi. Đúng vậy, đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Được, để tôi đi kê đơn thuốc, được. Được đấy, một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Mà đầu cũng khá cứng đấy. Liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết. Mỗi khi tôi nhìn thấy gương mặt này của anh thì tôi thấy rất ghét. Đưa đi. Lão đại, đưa đi đâu chứ? Đưa đi đâu? Số 8. Tôi muốn xem coi vị đại thiếu gia này kiên cường đến mức nào. Được. Nào, võ đại thiếu gia. Đi thôi. Ăn cơm thôi, đến giờ ăn rồi. Cảm ơn. Tránh ra, ăn cơm thôi, nhanh nào. Được. Đừng giành nữa. Giành cái gì chứ? Lão đại. Nào bát của anh. Nào. Cho cậu hai cái. Để lên đây, được rồi, biết rồi. Chấn động não.
Vậy phải nhập viện sao? Không cần. Cậu ta là tội phạm nghiêm trọng, để chỗ tôi không an toàn. Cho cậu hai cái. Đại thiếu gia, anh không biết quy tắc ở đây sao? Anh sao thế? Chúng tôi ăn xong rồi anh mới được ăn. Tôi đói rồi. Anh nghĩ là tôi đang nói chơi với anh à? Ông đây muốn ăn cơm. Nam Tuấn. Có. Thằng nhóc này. Thằng nhóc này lại thiếu đòn rồi. Ông đây muốn ăn cơm. Phim anh em thuyết minh lên tiếng tại Yfim TV. Đánh hắn đi, đánh ngủ luôn đi. Đánh. Đánh đi. Dừng tay. Dừng tay. Mau kéo ra. Kéo ra. Kéo ra. Đánh nó ngủm luôn cho tôi. Thằng khốn này. Có ngon thì đánh toi mạng tôi luôn đi. Nếu không, ông chính là cháu trai của tôi. Tôi muốn cháu trai như cậu toi mạng đấy. Các người nhiều người đánh một người, không thấy nhục sao? Thành đầu đá. Tôi và ông xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Ông muốn làm gì? Lẽ nào ông tính ra mặt thay cho thằng nhóc này sao? Tên khốn. Tai của tôi. Đại ca. Tai của tôi. Cảnh quan. Tai của tôi. Cậu ta cắn tai của tôi. Đưa đến bệnh viện đi. Đại ca, không phải chuyện của cậu. Có thể nào để tôi bớt lo được không? Phải làm sao đây? Phải làm sao hả? Đưa đến bệnh viện đi. Nhanh nào. Không sao. Bị thương như vậy mà không cần nhập viện sao? Không cần. Thể chất của vị thiếu gia này rất tốt. Bị đánh như vậy mà không bị tổn thương bên trong. Tôi đã cho anh ta thuốc. Anh có thể đưa anh ta về rồi. Bác sĩ, anh xem lại đi. Không sao ư? Tôi nghe nói một ngày cậu vào bệnh viện hai lần. Thế nào? Có muốn đổi cách sống không? Muốn ngủm thì rất dễ. Có điều như vậy thì lại hơi cho cậu quá rồi. Tôi muốn cho cậu nếm thử mùi vị của việc sống không bằng đi đời. Chỉ dựa vào lũ cặn bã các người sao? Các người còn có thủ đoạn gì nữa? Đến đi, để tôi thử xem. Mã Khôi. Có. Nhìn cho kỹ đây. Võ đại thiếu gia, anh có biết cái búa này dùng để làm gì không? Anh dám đánh tôi không? Anh lấy mạng tôi đi. Nào, đến đi này. Võ đại thiếu gia, anh xuống nước chút đi không được sao? Mỗi người nhường nhau một chút đi. Anh tốt, tôi cũng tốt. Mọi người đều tốt mà. Tôi không xuống nước đấy thì sao? Để tôi xem xương của anh cứng tới cỡ nào. Phim được dịch, alo, và lồng tiếng tại là tôi đây. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay.
Thả hắn ra. Thả hắn sao? Võ Hoàng Phi, cậu cũng may mắn lắm. Có một người bạn cũ của cậu tới gặp cậu đấy. Đưa hắn đến phòng tiếp khách đi. Vâng. Đi. Ngoan ngoãn chút đi. Đừng kéo tôi. Đã lâu không gặp, Võ thiếu gia. Đường đường là đại thiếu gia, Võ Hoàng Phi của bến Thượng Hải, mà lại bị đày đọa ra nông nỗi này. Những ngày tháng ở đây chắc không dễ dàng đâu đúng không? Chắc anh vẫn chưa biết nhỉ. Bổn thiếu gia sống ở đây thoải mái vô cùng. Võ Hoàng Phi, anh nói xong chưa? Hôm nay tôi đến tìm anh là có một giao dịch. Võ gia có một khối tài sản lớn, không biết tung tích. Tôi tin chắc anh biết nên làm gì mà phải không? Võ gia của tôi rừng vàng núi bạc, nhưng mà anh đừng mong lấy được bất cứ thứ gì từ chỗ của tôi. Võ Hoàng Phi, anh chỉ cần cho tôi biết làm sao để tìm ra số tiền đó, tôi đảm bảo sẽ đưa anh ra khỏi đây ngay. Anh đừng nằm mơ nữa. Được. Tôi biết anh hận tôi, anh ghét tôi. Nói thật thì tôi cũng rất ghét anh. Nhưng giao dịch này anh nhất định phải đồng ý với tôi. Bởi vì tôi nghe nói em gái của anh là Võ Hoàng Phục đã quay trở về Võ Phủ rồi. Hoàng Phục, anh nói xem, một đứa trẻ lẻ loi một mình, không nơi dựa dẫm, lỡ đâu xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Sơn, nếu anh dám động đến một đầu ngón tay của em gái tôi có làm quỷ thì cũng không tha cho anh đâu. Đừng nói mấy câu cũ rách này nữa, suy nghĩ cho thật kỹ đi, tôi sẽ quay lại tìm anh tiếp. Trần Thiên Sơn, không được động vào em gái tôi. Đồ cặn bã, đồ xúc sinh. Đại ca, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Sắp xong rồi, mau lên đi. Được. Nam Tuấn, mau lên đi. Vâng. Nào, lại đây. Trải lên đi, làm mau lên. Làm gì vậy? Phim được dịch thuyết minh là ai làm? Tại Efilm TV. Tôi hỏi là ai làm? Cậu đang hỏi tôi sao?
Tên tiểu tử này, tôi là đại ca ở đây. Cậu không có tư cách để hỏi tôi. Bây giờ tôi đã biết rồi. Các người không thể làm được gì tôi, bởi vì các người là một lũ cặn bã. Các anh em, dạy cho hắn một bài học đi. Đánh hắn cho tôi. Tôi lớn lên ở võ quán cùng với hai người chú. 14 tuổi là ông đây đã đánh bại được nửa cái bến Thượng Hải này rồi. Đừng mà, đừng ở đó lên mặt với tôi. Tên cặn bã. Như vậy đủ mạnh chưa? Được rồi, đúng rồi đó. Tốt lắm. Thoải mái không? Đại ca, lại có hai người mới đến kia. Cậu, tránh ra đi. Phim được dịch, Thuyết Minh và đi đâu vậy? Bên này này. Vào đi. Đi. Đại ca. Đại ca. Đến được hai tên hiểu quy tắc. Tôi nói này, hai người đã phạm tội gì mà vào đây? Chuyện đó tôi. Đại ca. Tôi tên là Đỗ Tân. Đỗ Tân sao? Tên tiểu tử này cũng có chút danh tiếng đấy. Tôi nghe nói cậu hành tẩu giang hồ chưa bao giờ thất bại. Đại ca đã đánh giá cao tôi rồi. Người ngay không nói chuyện mờ ám, tôi đã đắc tội với người khác. Đại ca, mong được anh chiếu cố hơn. Cậu thì sao? Tôi tên Vũ Đăng. Tôi là do xui lừa chúng một tên làm quan to nên hắn đã đưa tôi vào đây. Đại ca, xin anh đừng chê nha. Sau này xin hãy chiếu cố tôi. Hai tên tiểu tử này đúng là hiểu quy tắc. Vậy thì tôi đỡ lo hơn rồi. Cảm ơn đại ca. Mời. Cảm ơn đại ca.
Võ Hoàng Phi thế nào rồi? Hắn vẫn còn đang ở trong tù của người Trung Quốc. Có cần chuyển hắn đến chỗ chúng ta không? Không cần. Anh đi sắp xếp một chút, kéo dài vô thời hạn thời gian hành hình Võ Hoàng Phi đi. Được. Còn nữa, chuyện của Trần Bá Long, anh định làm thế nào? Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông ta biết đắc tội với người Nhật Bản chúng ta thì sẽ có kết cục như thế nào. Hiện giờ đối với chúng ta, người này vẫn còn quan trọng. Cho nên, cho dù anh dùng cách nào để đối phó với ông ta thì cũng tuyệt đối không được lấy mạng ông ta đấy. Cô Kazumi yên tâm đi, tôi đã tìm ra cách đối phó với ông ta rồi. Trần Bá Long chính là một con sư tử đang ngủ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng khiến ông ta thức giấc. Xin ngài Kamaku ra yên tâm. Những chuyện ngài dặn dò, tôi sẽ đi sắp xếp ngay lập tức. Tôi sẽ tìm người đặc biệt canh chừng. Chắc chắn sẽ không để cho Võ Hoàng Phi có chuyện đâu. Như vậy thì tốt rồi. Làm phiền ngục trưởng rồi. Tạm biệt. Dừng xe. Võ Hoàng Phi, có người đến thăm. Vào trong đi. Anh Phi. A Hiệp. Anh ở trong đó chịu khổ rồi. Vết thương này không là gì cả. Anh Phi không hề cảm thấy đau. Anh Phi, anh kiên trì thêm chút nhé. Tôi không cần cậu tìm cách. Nhớ kỹ, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi cầu xin cậu, hãy sống tiếp. Sống cho thật tốt. Đúng rồi, cậu đã gặp Hoàng Phụng chưa? Tôi đã gặp rồi. Cậu đã gặp Hoàng Phụng rồi sao? Rồi, con bé thế nào rồi? Trần thiếu gia, anh là đang muốn làm gì vậy? Chúng tôi có việc cần dùng, nên phải đưa đứa trẻ này đi. Một đứa trẻ như nó thì có tác dụng gì cho các anh? Rốt cuộc là ai? Là ai đưa con bé về? Tôi nghe Tuyết Nhi nói, lúc phát hiện ra con bé thì con bé đã đứng ở trước cửa Võ gia rồi. Dù sao đi nữa thì còn sống là tốt rồi. A Hiệp. Anh Phi. Anh Phi nhờ cậu một việc. Cho dù thế nào, xin hãy chăm sóc cho Hoàng Phụng. Nếu như anh Phi không còn nữa thì hãy thay tôi nuôi dưỡng con bé. Tương lai, nếu như Hoàng Phong quay về thì đừng nói gì với nó cả. Hãy để nó học tập thật tốt, để nó có một tương lai tốt đẹp. Anh Phi, anh muốn làm gì? Anh đừng làm bậy. Nếu tôi không rời khỏi thế gian này, tôi nhất định sẽ trả lại mối huyết hải thâm thù này. Anh Phi, ồn ào cái gì vậy? Đến giờ rồi, đi thôi. Nhớ kỹ, anh Phi, nhất định phải nhớ thật kỹ. Đi thôi. Anh Phi. Anh Phi à.
Cậu chắc chắn là bến tàu của Trần Gia sao? Đúng vậy, tôi luôn đi theo hắn, chính mắt nhìn thấy hắn đi vào bến tàu Trần Gia. Rất tốt. Trước mắt các người, đừng kinh động đến hắn ta. Bến tàu Trần Gia sao? Bên kia mau làm việc đi. Võ thiếu gia, đang câu giờ sao? Mau lên đi. Võ thiếu gia, anh bị sao vậy? Đúng thật là, mau đứng dậy đi. Nói anh đấy. Mau đứng dậy. Nói anh đấy. Còn nhìn sao? Mau đứng dậy. Anh tưởng mình còn là võ thiếu gia sao? Mau lên đi. Nhìn cái gì? Mau làm việc đi. Nếu như tao nuốt mày thì mày sẽ đâm một lỗ lớn vào bụng của tao. Không đợi bác sĩ đến cứu thì tao cũng đi rồi. Cũng có thể là bác sĩ sẽ không thèm để ý đến tao. Nhưng mà nếu như tao không làm gì cả thì qua vài ngày nữa cũng sẽ bị bắn thôi. Nửa đêm mà ồn ào cái gì vậy? Võ Hoàng Phi, có chuyện gì vậy? Mau lên đi. Võ Hoàng Phi, mau lên đi, mau đưa đến phòng y tế. Mau mở cửa ra, nhanh cái tay lên. Đang uống rượu ngon lành mà lại gặp phải chuyện này, tỉnh táo lên cho tôi. Nếu hắn xảy ra chuyện thì không ai được sống yên thân đâu. Tối nay ai trực ban? Là tôi, còn có tôi nữa. Tôi nữa? Uống rượu đến ngu luôn rồi hả? Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nếu như Võ Hoàng Phi không qua khỏi thì các người cũng đi theo hắn luôn đi. Đi theo hắn hết đi. May là phát hiện kịp thời, đã lấy ra ngoài được rồi, không còn gì nguy hiểm nữa. Tây Thi truyền tin, hôm nay Võ Hoàng Phi đột nhiên tự kết liễu trong tù, anh ấy không thể ngăn cản kịp thời. May mà phát hiện sớm, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tại sao Võ Hoàng Phi lại dại dột như vậy? Anh ta đã gặp ai hay nghe thấy tin tức gì sao? Không có. Tây Thi nói, mấy ngày này Võ Hoàng Phi không hề chịu bất kỳ đả kích nào. Trước khi tự kết liễu cũng không có dấu hiệu gì, cho nên anh ấy mới không phát hiện kịp thời. Nếu như anh ấy không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, vậy thì rốt cuộc là tại sao chứ? Có lẽ là do quá tuyệt vọng. Không đâu, chị hiểu con người Võ Hoàng Phi. Chị hiểu anh ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Không được, chị phải đến nhà tù xem thử. Chị đoán tối nay sẽ xảy ra chuyện. Chị Ngô, vết thương của chị. Thương cái gì mà thương? Chị hỏi em, bây giờ có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của Võ Hoàng Phi và 18 tấn vàng không?
Xảy ra chuyện rồi anh ơi. Anh, xảy ra chuyện rồi, chú ý chút đi. Xảy ra chuyện gì? Võ Hoàng Phi tự kết liễu rồi. Tự kết liễu sao? Dạ. Đi đời chưa? Chuyện đó thì chưa biết. Sau khi hắn tự kết liễu là được đưa đi cấp cứu liền. Cậu đi thám thính xem, sau đó báo tin tức này cho Kamaku ra đi. Được, đợi đã. Nói với các anh em, hôm nay cha nuôi đã rất mệt rồi. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng làm phiền ông ấy. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy tôi đi đây. Cái gì? Bây giờ thế nào rồi? Được. Quan sát thật kỹ vào. Lúc nãy nhà tù truyền đến tin tức, nói Võ Hoàng Phi có ý tự kết liễu. Bây giờ sao rồi? Được cứu rồi. Cái tên Võ Hoàng Phi này cũng giỏi lắm. Nghe nói hắn nuốt một cây đinh, nhưng mà bây giờ không sao rồi. May là chúng ta đã dặn dò trên dưới nhà tù từ trước. Nếu không thì lần này ai là không cứu nổi cái mạng của hắn. Muốn đi chầu ông bà sao? Không dễ vậy đâu. Không đúng. Sao vậy? Kết liễu không phải là tính cách của Võ Hoàng Phi. Tôi hiểu hắn. Bên ngoài hắn là một tên thiếu gia không màng thế sự, nhưng sâu bên trong lại có phần kiêu ngạo không bao giờ nhận thua. Càng đối mặt với khó khăn thì hắn sẽ càng không nhận thua. Cho dù là vậy thì ở một nơi như nhà tù, xem ra tôi phải đến nhà tù một chuyến rồi. Cô muốn làm gì? Đứng lại. Tôi có một người bạn ở trong đấy, tôi muốn vào thăm. Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có sự cho phép của trưởng ngục thì không ai được vào. Tôi không có sự cho phép của trưởng ngục, nhưng tôi có cái này. Xin lỗi cô, đây là quy định của chúng tôi. Nửa đêm còn hại chúng tôi phải ở đây chịu rét chung. Ngô Ngọc Hà không tận mắt nhìn thấy Võ Hoàng Phi thì cô ấy không thể yên tâm. Cô ấy quyết định đột nhập vào nhà tù.
còn dám trộm súng của tôi nữa. Ai vậy? Các cậu qua đó xem thử. Anh Phi, mời anh uống canh để ấm cơ thể. Võ thiếu gia, hôm qua anh cũng gan thật đấy. May mà anh chỉ bị thương. Nếu không, hai cái mạng nhỏ của anh em chúng tôi sẽ tiêu trong tay của anh đó. Đúng, đúng đó. Tôi qua đời liên quan gì đến các anh? Có liên quan chứ. Trưởng ngục đã nói rồi, nếu anh xảy ra chuyện gì thì ai trực ca lúc đó sẽ xuống mộ theo anh, võ thiếu gia. Tôi xin anh đấy, anh hãy chọn những ca trực của người khác. Nếu không thì anh chạy thoát, hai anh em chúng tôi bị phạt. Nếu anh bị đánh cho bán muối, hai anh em chúng tôi cũng tiêu đời. Đúng, đúng đó. Tôi biết rồi. Anh để đây đi. Thái độ của cai ngục thay đổi 180 độ đã khiến Võ Hoàng Phi cảm thấy khó hiểu. Bản thân mình muốn chạy trốn nhưng lại không bị họ trừng phạt, ngược lại còn được chăm sóc đặc biệt. Anh ấy chỉ là một kẻ sắp bị tử hình. Xuống mộ sớm hay trễ đâu có gì khác biệt. Là ai đã cho anh ấy sự chăm sóc đặc biệt này? Bên trong chuyện này có ẩn ý gì không? Võ Hoàng Phi nghĩ mãi vẫn không ra. Tối hôm qua Võ Hoàng Phi lại muốn vượt ngục. Anh ta tưởng nhà tù là khách sạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Có lẽ bây giờ anh ta đang bị cai ngục đánh đấy. Anh Kamakuza, tôi nói đúng chứ? Tính cách của cha nuôi tôi là như vậy đó. Sao rồi? Anh đã cảm nhận được chưa? Thái độ của cha nuôi anh, tôi hoàn toàn hiểu. Ông ấy vẫn chưa thực sự nhận ra khả năng của người Nhật chúng tôi. Hơn nữa, bây giờ ông ấy đã già rồi. Suy nghĩ bảo thủ, thiếu sự gan dạ cũng là điều dễ hiểu. Anh Kamakuza, anh là người của chúng tôi không ngại nói cho anh biết, kể từ khi nhà họ Trần nắm quyền ở bến Thượng Hải, cha nuôi của tôi đã trở nên quá bảo thủ. Anh Thiên Sơn, anh là người thừa kế của nhà họ Trần, lúc này anh nên giúp cha anh một tay. Tất cả những gì của nhà họ Trần cũng sẽ có ngày giao cho anh quản lý. Anh cũng muốn sản nghiệp này càng lớn càng tốt chứ. Với lại, anh cũng đã thấy tình trạng bây giờ của Thượng Hải rồi. Người Mỹ, người Anh, người Pháp cũng phải nể mặt đế quốc Nhật Bản của chúng tôi. Nhà họ Trần chỉ có hợp tác với người Nhật chúng tôi thì địa bàn mới có thể càng ngày càng lớn, kinh doanh càng ngày càng tốt. Anh nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng bây giờ nhà họ Trần vẫn do cha nuôi tôi nắm quyền. Chuyện này phải từ từ giải quyết. Anh Thiên Sơn, chuyện làm giàu sao có thể từ từ được? Anh không nhanh tay, người khác cũng không đợi anh. Anh hối tôi cũng vô dụng, không có cách giải quyết. Mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu anh muốn, tôi có một cách có thể giúp anh. Cách gì? Cái gì? Không, không được. Nếu chuyện này bị cha nuôi tôi biết thì anh Thiên Sơn, làm như vậy cũng vì tốt cho nhà họ Trần. Chẳng lẽ anh muốn ngồi đây chờ người khác cướp hết những thứ nên cướp, anh mới chịu nghĩ cách sao?
Nhanh lên, nhanh chân lên. Các người nhanh lên. Nói anh đấy, nhanh chân lên. Ai là người quản lý chỗ này? Anh có chuyện gì sao? Chuyện là tối qua thương hội Nhật Bản đã mất một lô hàng. Đó là một lô dược liệu cực kỳ quý giá. Có người báo với chúng tôi lô hàng này đang ở bến cảng Trần Gia. Anh đang đùa à? Chỗ của chúng tôi sao lại có đồ của người Nhật được? Có hay không? Tôi phải kiểm tra mới biết được. Tất cả mọi người dừng tay. Các anh em lục soát. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Đội trưởng, phim TV. Tôi đã tìm thấy lô hàng. Hàng bị mất. Anh, chuyện gì vậy? Anh cảnh sát, không thể nào. Trần thiếu gia, xin anh hãy đi với chúng tôi. Mời. Ai dám động vào anh tôi? Mời anh. Tôi không sao. Anh ơi, rút lui.